đất nước Hồi giáo này. Đất nước Hồi giáo này, những cái liên quan đến sắc dục các thứ rất nghiêm này. Nhưng mà này, này, ở ngoài đường rất nhiều kiểu VIP, enjoy các kiểu luôn. Đấy, gái gú các kiểu luôn này. Nhắc đến Dubai, bạn nghĩ tới điều gì? Một đất nước của sự giàu có, những món hàng xa xỉ, những cao ốc, công trình với ý tưởng táo bạo và sáng tạo. Dubai là trung tâm của giới nhà giàu và là một trong những nơi đắt đỏ xa xỉ nhất trên thế giới. Tuy nhiên thực tế thì mặt bằng chung không phải cái gì cũng xa xỉ, nên là việc ghé thăm du lịch khám phá ở Dubai hoàn toàn không khó như mọi người tưởng. Và lần này thì mình sẽ làm một series khám phá Dubai. Rất nhiều trải nghiệm đỉnh ở Dubai đang chờ để được up lên sắp tới. Còn bây giờ thì chào mừng đến với tập đầu tiên ở Dubai. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì sau khoảng tầm 6 tiếng ngồi trên máy bay thì mình đang có mặt ở sân bay Dubai, một thành phố rất nhiều thứ hay ho để khám phá, có rất nhiều thứ nhất ở Dubai. Rất tiếc là vợ con mình lại không thu xếp thời gian để mà đi được, nên là thành ra chuyến này đi được có một mình thôi. Bởi vì không có mẫu để quay nên là chuyến đi này mình sẽ làm theo dạng vlog. Tuy nhiên thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ hay ho để cùng khám phá, chia sẻ tới mọi người. Sân bay Dubai thì rất là rộng, nên là sau một thời gian chờ dài cổ để nhận được hành lý thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mua thẻ SIM và thẻ no. Ngoài ra thì mọi người có thể đổi một ít tiền ở đây, đổi từ đô sang tiền của UAE, từ Dubai mệnh giá là dirham. Đây chính là cái thẻ SIM sẽ dùng để kết nối vào mạng, xem Google Maps và gọi Tarim. Còn đây là thẻ no này nó có mấy loại ấy, có loại đỏ, loại no bạc. No bạc của mình thì sẽ có hạn sử dụng trong vòng khoảng 2 năm. Thì khi mua thì sẽ có cái gói mình mua là có sẵn 19 dirham bên trong rồi, thì sau đó mình có nạp thêm khoảng tầm 50 dirham nữa. Cái thẻ này thì để dùng để đi tàu điện ngầm, rồi xe buýt, nói chung là những cái phương tiện công cộng ở Dubai sẽ dùng cái thẻ này. Đây, hiện tại thì mình đang ngồi ở bến tàu điện ngầm, tàu điện thì đúng hơn, để chờ tàu đi về cái khu vực mà mình thuê khách sạn. Tuyến tàu điện Dubai Metro được xây dựng với tiêu chuẩn rất cao, nhà chờ sạch sẽ, hiện đại, điều hòa bật 24/7, và bạn sẽ không thể tìm thấy một nhân viên lái hay là phục vụ nào trên tàu. Tất cả đều hoàn toàn tự động và được giám sát qua hệ thống camera. Việc sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Chỉ cần có thẻ no, nạp tiền tự động, quẹt thẻ vào trạm, chờ tàu, lên tàu, xuống tàu, quẹt thẻ ra trạm. Tất cả đều hoàn toàn tự động và tiền sẽ được trừ khi ra trạm. Số tiền thì sẽ tùy vào khoảng cách trạm đi, nên là có đi nhầm, bắt tàu quay lại thì cũng không mất tiền. Nói chung là đi lại Dubai thì tàu điện chắc là rẻ nhất rồi. Ngoài ra thì người dân ở Dubai cũng có ý thức rất cao, cộng với việc tỷ lệ tội phạm thấp nên là việc giám sát qua hệ thống tự động này chắc là cũng khá là nhàn. Tàu điện ngầm ở Dubai có tổng độ dài là 75 km, được thi công hoàn thành trong vòng có 4 năm thôi. Metro Dubai rất tiện lợi trong việc di chuyển. Hầu hết các điểm du lịch ở Dubai đều cực kỳ gần với các trạm tàu điện, nên đây có thể là lựa chọn làm phương tiện di chuyển chính ở Dubai. Với tần suất liên tục, đúng giờ và di chuyển nhanh, Metro Dubai đã làm giảm đi rất nhiều lượng phương tiện cá nhân đi lại trong thành phố. Có thể đó chính là lý do mà khi mình ở Dubai chưa lần nào mình gặp tình trạng tắc đường, dù cho là trong những trục đường chỉ có 1 đến 2 làn đường. Giới thiệu mọi người, đây là một cái nhà chờ xe buýt ở Dubai nhé. Giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái nhà chờ này có gì đặc biệt. Đây này, mát lạnh luôn. Nhà chờ có điều hòa, ngồi rất là mát để chờ xe buýt đấy. Nói chung là ngồi đây chờ, khi nào xe đến thì chúng ta đi ra thôi. Xe buýt là phương tiện công cộng phổ biến khác ở Dubai với tần suất khoảng 15-20 phút một chuyến và rất đúng giờ. Đây cũng là phương tiện di chuyển trong Dubai rất rẻ,
Tần suất mỗi chuyến thì hơi lâu, nhưng được cái đa số bến chờ đều có điều hòa nên là cũng đỡ mệt. Và để mình hướng dẫn cách đi lại ở Dubai bằng Google Maps rất đơn giản. Đầu tiên thì nhập điểm đến rồi bấm vào nút chỉ đường, sau đó bấm vào phương tiện hình tàu điện như hình. Lúc này thì Google Maps sẽ gợi ý vài lộ trình cho chúng ta cùng với ước tính lộ trình nào đi nhanh hơn để lựa chọn. Đi quen rồi có thể tự nghiên cứu riêng lộ trình cho mình, có thể sẽ chính xác và nhanh tiện lợi hơn. Nhưng mới đầu chưa quen thì đi theo sự chỉ dẫn của Google cũng rất ổn. Ví dụ như ở đây, Google Maps chỉ mình bắt đầu bằng tuyến metro màu xanh, nó chỉ rõ sẽ đi qua 3 trạm và xuống ở trạm Buzimen. Từ Buzimen thì sẽ chuyển trạm sang tuyến metro màu đỏ để đi tiếp tới Asafa Metro, cuối cùng là xuống gọi Karim hoặc taxi đi nốt. Còn nếu điểm dừng gần thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi bộ. Kinh nghiệm của mình đi thì thấy là nếu tiện thì gọi taxi bên đường. Karim mình vừa lên xe là auto mất 12 dirham, còn tự bắt thì mình không thấy bị trừ tiền. Rồi sau một hồi đi tàu điện thì cô mình đã tìm được về khách sạn và gửi hành lý ở đó, chờ đến 11 giờ mới được check in. Bây giờ mình có tầm 7 rưỡi sáng thôi. Thế là đang lại phải đi lượn lờ vạ vật xung quanh khách sạn xem có gì chơi không. Đấy thì khách sạn mình ở gần với cả khu chợ vàng, với ở đây là có cái Dubai Creek, tức là một con lạch, một con sông chảy giữa dòng chảy trong thành phố Dubai ấy. Ở đây có rất nhiều thuyền, mình nghĩ là kiểu thuyền du lịch sẽ đưa mọi người khách, người ta đi khám phá, ngắm nhìn thành phố Dubai từ con lạch, con sông này. Không biết là tí nữa mặt trời lên thì có bị nắng gắt không, bởi vì dù sao bây giờ chưa phải là cái mùa mát ở Dubai, nhưng mà hiện tại thì đang thấy mặt trời cũng lên, trời hôm nay khá nhiều mây, hy vọng là mát mẻ thôi, chiều gọi là đủ nắng đẹp để đi chơi cái khám phá cái tour sa mạc. Trước khi đến với tour sa mạc Dubai, mình sẽ dạo quanh một số khu vực phố xá ở Dubai để mọi người có thể thấy ở đây đường xá trông như thế nào. Nói chung là khá sạch sẽ. Các khu vực gần chợ thì sẽ kiểu cũ kỹ hơn như kiểu phố cổ, trông không giống một thành phố giàu có cho lắm. Nhưng vào các khu được xây dựng quy hoạch mới thì sẽ thấy kiểu đấy đúng là khu của người giàu, như kiểu một thế giới khác. Tỷ lệ dân giàu ở đây thì không biết như nào, nhưng mình thấy đa phần ở đây rất nhiều lao động tới từ nước ngoài. Và mình có hỏi một số người kể lại rằng dân lao động lấy rất nghèo, lương tương đối thấp, chỉ có dân Ả Rập mới giàu thôi. Nhưng dù là ai thì ở đây mọi người cũng đều tuân thủ pháp luật rất cao. Ví dụ như khi sang đường, dù cho đường có vắng họ cũng sẽ chờ đèn cho người đi bộ xanh thì mới sang. Hay là kể cả chỗ không có đèn sang đường mà có xe ô tô đang tới, thấy mình đang chuẩn bị sang đường, họ cũng sẽ dừng lại để nhường đường. Tuyệt nhiên không có một tiếng còi xe hay một thái độ khó chịu từ người ngồi trong. Mình để ý thấy là ở Dubai người ta rất là ít trồng cây. Thế nên là cái không gian các thứ đường đi nó rất là nóng, nó không có độ phủ của cây xanh. Thế nhá, ví dụ như là cái ngay cả cái khu này là khu kiểu khu nhà giàu luôn ấy, mà người ta quy hoạch rất là cẩn thận mà trồng chỉ có đây là hai hàng cây nhưng vẫn rất là thưa thớt. Cái này gọi là cây gì ta, cây kiểu một dòng họ cây dừa, nhưng mà cái tán của nó thì nó không phủ rộng, mà nắng thì nó khô, nó héo hết cả đấy. Thì có thể là cái khí hậu nó khắc nghiệt nên người ta không trồng được cây chăng. Để cho anh em xem một cái này nhá, nhìn này, bây giờ quay lại này. Đất nước Hồi giáo này, những cái liên quan đến sắc dục các thứ rất nghiêm này. Nhưng mà này, ở ngoài đường rất nhiều kiểu VIP, enjoy các kiểu luôn. Đấy, gái gú các kiểu luôn này. Đấy. Đi kiểu người ta nhìn đến mình cầm lên. Đấy, người ta đi đường người ta nhìn thấy mình cầm lên chắc kiểu nghĩ thằng này đang bệnh hoạn, các kiểu cứ đứng cười với bà. Đấy, nói chung là cũng không hiểu sao cái việc mà vứt tờ rơi các kiểu gái gọi rồi như này khá là đầy đường luôn. Nói chung đi đường bắt gặp rất nhiều. Thì đất nước Hồi giáo bình thường những cái vấn đề như này khá là nhạy cảm và người ta cấm rất là nghiêm. Không hiểu sao đây lại nhiều như vậy. Hiện nay thì ngồi bên cạnh mình đây đang là anh lái xe sẽ đưa mình đi chuyến đi ngày hôm nay. What's your name? Malik Zouk. Malik Zouk. Malik Zouk. Vừa giờ sẽ là tour safari khám phá sa mạc mà mình rất háo hức mong chờ. Tuy nhiên thì chuyến đi chán không thể tả bởi vì trời mưa nên là cảnh cũng chả có gì. Trời ơi, Dubai đang đón mình bằng một cơn mưa rất là to luôn. Trời ơi. Mình đã chuẩn bị phun giáp đầy đủ để đương đầu với cái nắng của sa mạc rồi. Thế mà lại mưa này, chán quá. Đi cái tour sa mạc này mình kỳ vọng là sẽ có một chút nắng, bởi vì mặt trời lặn ở sa mạc nhìn nó sẽ rất là đẹp. Ừ.
tại thì xe mình đang dừng lại một chút để sẽ phải tháo cái hơi ở lốp đi một chút để lốp khi quá căng và cứng thì sẽ gây nguy hiểm khi chúng ta lượn ở trên những bụi cát dễ lật hơn. Thời tiết hôm nay đúng không ủng hộ mình rồi, hơi buồn tí. Trong lúc chờ tháo lốp thì mọi người có thể vào đây để chơi cái trò racing quad bike, từ cái xe máy 4 bánh để đi trên những cái đụn cát sa mạc này. Nhưng mà hôm nay thời tiết chán thực sự luôn, đang hơi mưa mưa này, mình thực sự chẳng muốn chơi ấy. Ngồi xem thôi. Bởi vì trời mưa nên là một số hoạt động khác đều phải hủy, như là check-in ở sa mạc, trượt cát, chỉ còn mỗi ngồi trong xe phóng như bay qua các đồi cát trơn trượt là thú vị nhất. Sau một hồi đảo như giang lạc trên cái xe đấy thì Ngôn bây giờ cũng hạ đã cánh ở cái nơi này, chắc là cái khu để cắm trại này. Thì bên ngoài cửa chính là cái khu để cưỡi lạc đà. Nhưng mà bây giờ trời tối om, mình lại vẫn còn mưa, mưa luôn phun nữa, mình không có hứng lắm. Vì mưa nên là tới trại thì trời đã tối, thành ra là ai muốn cưỡi lạc đà thì cưỡi, còn không thì sẽ vào khu camping để chờ ăn tối và xem một số show. Except alcohol, waiter will give unlimited service in your table start now. You don't have to wait at 7:45. Đấy, loại là bạn ấy nói rằng là cái khu vực trong này đây sẽ là khu vực của VIP. Thì khu này thì sẽ, tức là nếu mà bây giờ vào thì sẽ mất trả phí. Người nghe không rõ là phí bao tiền. Nhưng mà vào đây thì có thể ăn ngay, ăn uống ngay các thứ không, và bàn riêng, không cần phải chung bàn với những người lạ, hay là bởi vì nếu mà bây giờ mình không vào VIP mình sẽ phải ngồi ngoài. Ở đây ngồi ngoài thì khá là đông, và cái khu vực ăn uống thì sẽ phải chờ đến tầm 7 giờ kém 15 thì phải, thì bắt đầu thì sẽ có để phục vụ. Nhưng mà mình chưa nói lắm chắc kiếm một cái bàn nào đó không gần đây ngồi tạm. Nói chung là đánh giá của mình về tour sa mạc là hơi chán, chưa trọn vẹn, có thể là vì thời tiết xấu. Chất lượng đồ ăn buổi tối ở khu camping thì cũng khá chán và nhạt nhẽo. Chương trình múa lửa, vũ công múa cũng không hấp dẫn cho lắm. Trang tại mình thấy các chị ở đây không sexy, nhưng với các anh có vẻ giống Ấn Độ xung quanh thì có vẻ rất là khoái, hú hét huýt sáo như thể lần đầu được thấy con gái vậy. Ở tập này thì chỉ loanh quanh vậy thôi, các tập sau mình sẽ khám phá và có một số trải nghiệm rất hay. Tạm thời chúng ta sẽ chào nhau và hẹn gặp lại trong các tập tới.